khách Hàn Quốc họ đi dạo khu vực này đông vui nhộn nhịp này, hay góc đường Tô Hiến Thành, Ngô Thời Nhiệm và Võ Trứ đó. Hay góc này có Trung Nguyên Legend, cà phê Trung Nguyên nổi tiếng. Rồi Cháo Lòng 148 Võ Trứ nữa kìa, cà phê góc cũng thoáng á. Nhưng mà vị trí mặt bằng này không biết như thế nào, biết giá như thế nào, chắc có thể nó sẽ cao á. Bánh cuốn nóng mình ghê nữa vậy. Rồi hướng của Võ Trứ đi vào chợ Xóm Mới. Võ Trứ trước là con đường Nguyễn Trãi. Hay góc này cũng có cà phê nữa nè, cà phê bốn mùa I think. Dạ, xin mến chào cô chú anh chị và các bạn, rất vui được đồng hành với cô chú anh chị và các bạn trong một video tiếp theo. Hôm nay là một buổi sáng ngày 10 tháng 10 năm 2024. Trong video buổi sáng ngày hôm nay, em xin gửi đến cô chú anh chị và các bạn một số hình ảnh của đường phố của Vĩnh Phúc. Cũng như em sẽ đi qua một con đường rất quan trọng, thuộc nhà thờ núi, rồi ngôi trường Thánh Tâm khi xưa. Gửi đến cho một cô cũng như là gửi đến cho cô chú chú bạn cùng xem luôn. Hiện tại em đang có mặt trên con đường này, đó là con đường Tô Hiến Thành. Đoạn này bên tay phải vì là ngôi trường Tăng Lập, ngôi trường Tăng Lập 1. Trước đó là ngôi trường Lê Quý Đôn thời những năm 75 của cô chú học nè. Ngày nay đó là Tăng Lập 1 rồi. Còn ngôi trường Tăng Lập 2 nó nằm bên con đường Bạch Đằng đó. Là trước nó là ngôi trường UC. Tình hình thời tiết Nha Trang vào ngày hôm nay cũng khá là đẹp quý vị. Trời âm u và có lúc nắng nhẹ, thời tiết rất là mát, rất là dịu. Khí hậu này là phải nói là lý tưởng nhất trong năm quý vị. Thời tiết này là đi du lịch là không có mệt này, không có nắng này. Và trước hình quý vị là vòng xoay ngã bảy, bên tay phải là ngôi trường Trung học Cơ sở Thái Nguyên, ngôi trường Nữ Hiền Trân lúc xưa nè. Thì ngôi trường này cũng vừa mới được xây dựng xong rồi, ngôi trường cũ đập bỏ hết rồi, đập bỏ hoàn toàn hết rồi, bây giờ là một ngôi trường mới với màu xanh rất là đẹp và khuôn viên giờ có vẻ rộng hơn. Ở đây là cái cổng nằm bên đường Đinh Tiên Hoàng, là đối diện vòng xoay ngã bảy rất là đẹp. Còn một cổng nữa nằm bên đường Nguyễn Chánh, bên Nguyễn Chánh là cổng phụ này, cổng chính các bạn nó rộng hơn. Đây là ngôi trường Nữ Hiền Trân khi xưa, ngôi trường dành cho nữ sinh. Và đi thẳng trên con đường này, con đường Đinh Tiên Hoàng này, thì sẽ qua ngôi trường Nam Sinh, đó là trường Trung học Võ Tánh lúc xưa, bây giờ là trường Trung học Phổ thông Lý Tự Trọng. Hôm nay
có tí xe buýt đi xã Phước Đồng, đi lên thành. Chạy dọc đoạn này bên tay phải vì là cái khuôn viên phía bên hông của ngôi trường Lý Tự Trọng ngày nay, trên đường Đinh Tiên Hoàng. Lúc trước thì thời những năm 75, thời cô chú học á, lúc mà còn là trường Võ Thánh á, thì nó chưa có cái cổng này đâu. Cái cổng này thì mới sau này. Bây giờ đây là cổng phụ nằm bên Đinh Tiên Hoàng, cổng chính bên Lý Tự Trọng. Lý Tự Trọng lúc trước là con đường Bá Đa Lộc. Mà chạy dọc đây có mấy cái tiệm cắt tóc, vỉa hè cũng rất là bình dị vậy. Những hình ảnh khó kiếm được vào thời buổi hiện tại, hiện đại. Nay các cái salon mọc lên nhiều rồi. Những cái cảnh mà hớt tóc vỉa hè rồi nó cũng hiếm đi. Những hình ảnh này không biết tương lai nó sẽ còn tồn tại đến bao lâu. Sợ lần lần thấy nó cũng mai một lần nữa. Những cái cảnh xưa. Ngay chỗ này là cái địa chỉ số 28. Địa chỉ số 28 của là cái massage Hoa Đà cũng như là y học cổ truyền dấu da dây ấn huyệt. Số 28 đường Lý Tự Trọng này. Cơm tấm Trung Trường Tàu. Wow. Bên trong có một tiệm cơm tấm này. Đây là bên kia có quán cơm tấm Mộc Lan, bún riêu rạm, rồi nem nướng, bún thịt nướng. Đây là số 28. Theo cô cũng muốn xem lại cái vị trí này của số 28 đường Lý Tự Trọng này. Rồi sau đó em sẽ lên nhà thờ núi rồi qua ngôi trường Thánh Tâm khi xưa nha. Bây giờ nó là ngôi trường mầm non Vinh Sen, gồng xây của nhà Sáu. Bên cạnh 26, 28 là 26 Lý Tự Trọng là cơm, quán ăn, đặc sản Bình Định Mộc Lan quý vị. Rồi có cả cà phê này. Bánh mì, cà phê Đắk Lắk. Và đây là ngôi trường trung học phổ thông Lý Tự Trọng ngày nay. Năm xưa là ngôi trường trung học Võ Tánh. Ngày nay là con đường Lý Tự Trọng. Năm xưa là con đường Bá Đa Lộc. Đây, cổng chính của ngôi trường nằm số 7 của Lý Tự Trọng ngày nay nè. Đi điện thẳng của đường Lý Tự Trọng theo hướng này là sẽ xuống biển, giao lại với đường Trần Phú. Và cái góc ngã ba này là con đường Trần Văn Ơn, lúc trước hình như là con đường Phan Nam. Đây, chỗ này là khu liên cơ sở y tế giám định y khoa. Phở bò Hà Nội nè, phở phố cổ Hà Nội, hiệu Hà Thành nè. Ở đây có cái hotel Odessa gì rồi, Emero gì đó. 12-608 của Lý Tự Trọng. Cái hẻm số 12. Mì 20 nè, số cũ là 10-5, 20, 22, 24, 26, 28, 28 Hoa Đà đóng cửa nè. Trong này có quán cơm tàu, quán cơm tấm mì của Trung Trường Tàu. Có thể chú này lúc trước là học bên trường tàu
Tường Tàu là tường của người Hoa lập ở bên con đường Lý Quốc Sư bây giờ á, giao với đường Hàng Tư á, gần khu vực của chợ Đầm á. Lúc trước là, bây giờ nó là ngôi trường Trung Vương, hồi xưa hay gọi là trường Tàu á. Quá trời. Bao nhiêu đây là 12-4, sạc 40 rồi này, cũng là hẻm số 12. Hẻm này nó thông với nhau rồi đấy. Hôm nay nhà trọ nữa nè. Là cái hẻm này là cái hẻm vòng tròn đi. Trong này có mấy cái hotel. Thông ra nè, thông ra lại Lý Tự Trọng chạy vòng tròn luôn. Đây là hẻm số 12 này, nó thông ra tới ngay vị trí số 28 luôn. Một trường Lý Tự Trọng. Cơm tấm bì sườn chả 35-40k. Ở như đây là quán, hai quán cơm luôn. Quán cơm này nằm mặt tiền, còn quán cơm của hiệu Trung Tường Tàu là ở bên trong hẻm, chắc có lẽ hơn đó. Nãy em thấy nướng cơ nó cũng rất là thơm vậy. Đi vào 15m, cơm tấm bì trường Tàu Lý Tự Trọng xin thông báo đến quý khách, quán cơm chúng tôi chỉ chuyên bán cơm tấm bì từ năm 96 đến 2023 này quý vị, tại số nhà 26 Lý Tự Trọng. Nay chúng tôi đã dời về nhà riêng cách một căn 5m, tức số 28 Lý Tự Trọng, đi vào hẻm 15m. Xin quý khách lưu ý tránh nhầm lẫn quán cũ. Quý khách có thể tìm kiếm trên Google với từ khóa cơm tấm Trung Trường Tàu hoặc cơm tấm ngon Nha Trang để có được thông tin cụ thể. Sáng từ 6:30 đến 14 giờ, chiều là từ 16 giờ đến 20 giờ. Vì vậy là cái địa chỉ số 26 là lúc trước là cơm tấm Trung Trường Tàu, bây giờ di chuyển vào hẻm, lúc nãy em đi vào chạy vào hẻm 15m. Ôi trời, đứng đây nghe mùi là nó đói bụng luôn rồi quý vị ơi. Thôi dạ, mời quý vị đi lên khu vực của vòng xây ngã 6 cũng như là nhà thờ núi nha. Giờ là quán cơm nó có từ thời năm 96 luôn rồi, lâu đời rồi, chắc có tiếng. Nói chung là chắc cũng ngon chẳng á. Em chưa ăn lần nào mà em đi ngang em nghe mùi là em biết chắc ngon rồi. Và cái cách người ta họ ghi từ ngữ như vậy là mình cũng có thể đoán được. Rất là rõ ràng, rất là kỹ, quá kỹ luôn rồi. Đây là hướng của Lý Tự Trọng đi lên vòng xoay ngã 6. Con đường Lý Tự Trọng này là phải nói là nó chính diện với cái đồng hồ của nhà thờ núi. Rất là đẹp, nhìn mé bên hông của nhà thờ thấy được toàn cảnh ở cái vị trí này. Còn vòng xoay ngã 6 thì công trình xây dựng cung văn hóa thiếu nhi cũng đang vẫn còn đang thi công phần thô, hy vọng công trình sẽ sớm xong để các em có thể vui chơi học hành và phục vụ cho công cộng luôn, để xe được. Rồi em mời.
bởi vì cùng di chuyển qua nhà thờ núi nha. Và đây là khu vực của nhà thờ núi, và cái tên đúng của nó là nhà thờ Chánh Tòa Kitô Vua nha quý vị. Nhà thờ Chánh Tòa Kitô Vua. Hiện tại em đang thấy khách du lịch kìa. Có khách Hàn Quốc và Trung Quốc. Nói chung là giờ này là thấy khách quốc tế nhiều hơn là khách nội địa. Đây bên trong của nhà thờ. Khi từ xa vì là tượng Maria nè. Nhà thờ núi, một ngôi nhà thờ nằm ở vị trí vòng xoay ngã 6 rất là đẹp, với kiến trúc cổ của Pháp kiểu Gothic, và bên trong của nhà thờ nó mát lắm vậy. Ở bên kia có quán Hoàng Tuấn nè, nằm ngay vị trí vòng xoay ngã 6. Vị trí này là con đường Lê Thánh Tôn nữa, thì nó chạy dọc bên kia đường đó là ngôi trường Thánh Tâm khi xưa, ngày nay là trường mầm non Hương Sen. Ngôi trường nằm ngay vị trí vòng xoay ngã 6 luôn. Hướng này vì đi thẳng là Lê Thánh Tôn là xuống giao với đường Trần Phú. Bên kia là quán cà phê Phượng Hoàng. Đây là khu vực của trường mầm non Hương Sen ngày nay. Và bây giờ nó cũng đổi tên luôn, sao vậy? Đổi tên thành trường mầm non Lộc Thọ 2 rồi sao á? Trước khu vực đây là ngôi trường, trước ở đây là ngôi trường Thánh Tâm, kéo dài lên tới vòng xoay ngã 6 luôn nè. Phía trước là vòng xoay ngã 6, đây công viên của ngôi trường. Này có hai cổng vậy, chỗ này có một cổng này. Cổng gần vòng xoay ngã 6. Và cổng đây là cổng chính đó. Bây giờ nó đổi tên thành trường mầm non Lộc Thọ 2 rồi, sao không còn là trường mầm non Hương Sen nữa.
hay là ngôi trường Thánh Tâm thời lúc trước của các cô học. Bên cạnh ngôi trường là quán cà phê Nguyễn Hồn. Cái góc này là ba phường sinh giao với